Vào sáng ngày 18 tháng 2, trận động đất 3,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Con Tum ghi nhận gần 500 trận động đất và trận lớn nhất ghi nhận được là 4,7 độ Richter. Ngày 18 tháng 2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu thông báo trên địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Con Tum vừa xảy ra một trận động đất vào lúc 3 giờ 57 phút sáng Trận động đất có độ lớn là 3,9 độ Richter, tọa độ là 14,813 độ Vĩ Bắc, 108,339 độ Kinh Đông, độ sâu tâm chấn, chấn tiêu khoảng 8,2 km. Theo đó, cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này được xác định là cấp 0. Trước đó một ngày khoảng 0 giờ 8 phút dạng sáng 17 tháng 2, tại khu vực này cũng xảy ra trận động đất có độ lớn là 2,5 độ Richter. Cách đây một tuần, cũng tại khu vực huyện Con xảy ra liên tục 5 trận động đất. Liên quan đến việc giám sát động đất, mới đây, Sở Công Thương tỉnh Con Tum cho biết đã lắp hoàn thành 8 trạm quan trắc động đất tại hai khu vực Thủy Điện Thượng Con Tum và Thủy Điện Đắc Đờ Rinh, nơi thường xảy ra động đất. Và gần nhất là đặt hai trạm tại xã Đắc Pc Si, sì, thuộc huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum và xã Sơn Hải, thuộc huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.